Xin chào anh em. Hôm nay tài xưởng chúng tôi lại có tiếp hai con xe rất là mới tinh luôn. Đấy là con Mitsubishi X-Fox. Đấy, nhưng mà đây là bản Ultimate anh em ạ. Đấy, đây là hai con Ultimate đầu tiên và đến Trung Auto. Đây một con và ở phía trong này cũng là một con. Và hai con này đang làm hai gói độ y chang như nhau. Đấy là một bộ cam 360. Đấy, và một gói dán phim cách nhiệt 3M. Đấy, nhưng trước tiên thì mình sẽ nói qua một chút về chiếc xe này. Đấy, đây là bản cao nhất của dòng Mitsubishi X-Fox. Có nghĩa là nó sẽ hơn một chút so với cái bản phía trước của nó là bản Premium. Đấy, thì điểm đầu tiên là nó có radar. Đấy, này để nó một trong những cái tính năng an toàn nhất của một chiếc xe. Đấy, và cái thứ hai nữa là con này nó sẽ có trang bị thêm cả phần cốp điện. Và phần thứ ba nữa là cái hệ thống âm thanh. Thì dòng cái bản Ultimate này nó sẽ có là một hệ thống loa là loa Yamaha. Đấy, thì hệ thống loa nó sẽ hay hơn. Đấy, thì cũng giống như các bản khác thì chiếc xe này thì về phần đầu xe cảm biến nó cũng không có. Thứ hai nữa là về bi gầm thì anh em cũng có thể những cái phần mà anh em có thể nâng cấp. Đấy, hay là phần cảm biến phía trước này. Đấy, thì chiếc xe này thì nó sẽ có bộ cảm biến lắp zin theo xe này luôn. Còn bi gầm thì anh em có thể tùy vào lựa chọn, ví dụ như có loại 2.650 hay là loại 3 chế độ nhiệt màu là 3.9 chẳng hạn. Đấy. Và chiếc xe này thì dán một gói phim. Đây là gói siêu cấp này. Đấy, của 3M. Thứ nhất là kính mặt này, là thương là CR60 này, CR40, CR20 và phần nửa sau sẽ là mạ IR. Đấy, và thêm nữa là một chiếc bậc. Đây, chiếc bậc này thì có luôn cả khắc sẵn cả cái chữ X-Fox vào đây luôn. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp. Đấy, cái bậc thì nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là về nhìn chiếc xe nó sẽ trường xe hơn và khỏe khoắn hơn. Thứ hai nữa là khi mình bước lên, đấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, đặc biệt là những cái bản nhỏ hay là những người già. Đây, và mình sẽ lên xe, mình sẽ quay một chút về chiếc xe này. Đấy, và xe này đã trang bị bộ cam 360 rồi. Đấy. Nói chung là ở cái bộ cam này mình đánh giá một cách nó rất là thật. Đấy, hình ảnh cực kỳ nét luôn. Đấy. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Và nó sẽ sử dụng được cảm biến ở trên xe này luôn anh em nhé. Đấy, cảm ứng trên xe này, bên trái này, bên phải này. Đấy, ở phía trước ghép này. Đây, hoặc là hai bên này. Đây, anh em có thể cảm nhận của nó, nó cực kỳ là nét luôn. Đấy, đây, phần lốp xe đây. Đấy, hay là khi anh em lùi này. Rồi, nó sẽ ghép hình luôn cho anh em. Đây là phía sau này. Đây là góc hai bên này. Đấy, đây là hai cái mắt, hai cái lốp, hai vị trí lốp sau. Đấy, để cho mình khi mình lùi thì mình quan sát được một cách an toàn nhất có thể. Đấy. Hay là khi anh em có thể xi nhan chẳng hạn. Đấy, xi nhan bên phải nó sẽ lên này. Bên trái này. Đấy, và hệ thống cái đường tín hiệu của bộ cam 360 này thì nó sẽ tích hợp, nó sẽ là truyền từ đường tín hiệu HDMI. Đấy, chính vì thế mà nó cho cái hình ảnh nó cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, nó không giống như các bộ mà hiện nay trên thị trường là sẽ sử dụng qua cổng AV hay là cổng AVG chẳng hạn, thì cái độ sắc nét nó sẽ không được cao bằng. Đấy, và đây là cái cam hành trình của hãng tặng. Đấy, nhìn nó khá là xấu luôn. Chung là chưa có cái cam nào mà hãng nó tặng cam hành trình nào nó lại xấu như cái cam này. Đấy, nên là nếu mà anh em mà cần thì có thể thay đi. Đấy, thứ hai nữa là ví dụ như chiếc xe này thì anh em có thể trang bị thêm cho mình một chiếc Android Box nữa. Đấy, cái màn hình con này nó là màn hình 12,3 inch rồi, nó rất là to rồi. Đấy, thì anh em mà cần tính năng giải trí hay là tính năng dẫn đường các thứ trên này thì anh em chỉ cần trang bị thêm cho mình một cục box nữa là xong. Đấy, còn về cơ bản tất cả những thứ khác về trong nội thất thì nó không có gì cả. Đây, đây là hệ thống loa Yamaha này. Đấy, thì nó sẽ hay hơn một chút so với cái bản trước. Con này chưa lắp bóc. Đấy, và cái bộ cam 360 này thì anh em có thể điều khiển được qua bằng cái nút này luôn. Đấy. Đấy. Anh em có thể xoay này. Ví dụ mình xoay đây thì nó sẽ nhảy theo này. Đấy, hai bên này. Hay là mình có thể vào mục cài đặt này. Đấy. Hoặc là anh em bấm cảm ứng ở trên này, hoặc là anh em có thể theo lệnh xi nhan luôn. Đấy, và cái vô lăng này thì nó cũng đã gọi là vô lăng khâu rồi. Đấy, nó cũng có lỗ ở bên này. Đấy, khi mình cầm lái các thứ thì nó sẽ không bị mồ hôi tay. Đấy, nó rất là tốt rồi.
Đấy, cửa sổ trời con này vẫn không có, chắc là phải bản 2025 sẽ chắc là con này lên sẽ có cửa sổ trời. Đấy, nhưng mà cái phần trần nỉ con này nó là trần nỉ đen rồi, nên là anh em nếu mà muốn lung linh hơn có thể lắp thêm một quả trần sao băng lên trên này. Đấy, về âm thanh thì lên như con này thì nó hay hơn rồi. Đấy, nên là anh em có thể lắp thêm một quả súp nữa là được. Đấy, gọi là tăng cường về âm thanh. Đấy. Còn về thảm sàn thì con này nó vẫn là nguyên bản, nó vẫn là nỉ. Đấy, những chiếc xe này thì khi làm thì trong hãng nó đã tặng luôn cho anh em một cái sàn simili. Đấy, và thêm một cái thảm nỉ này. Thực ra cái thảm này thì nó khá là hôi khi mà nó bị ẩm ướt. Đấy, nên là ví dụ anh em mà có sàn này rồi mà anh em muốn lựa chọn một cách đơn giản nhất thì có thể làm thêm bộ thảm sàn bộ thảm của Kata được. Đấy, cốp điện thì con này có rồi. Đấy, vào trong này cũng đang một con này. Đấy, một gói y chang luôn. Đấy. Đây mặt cam 360 này. Đấy, phía trước này. Mặt cam hai bên này. Đấy, và hệ thống 360 đang làm. Đấy, ngoài ra thì cũng đang lắp một dán một gói phim cách nhiệt cũng giống như con phía ngoài kia. Đấy, gói siêu cấp của 3M. Đấy, kính mặt CR60, CR20, CR20 và phía sau là IR. Đấy. Đấy là những cái món mà cần có thể lên được cho con Mitsubishi X-Force Ultimate. Đấy, anh em mà có nhu cầu liên hệ qua Trung Auto nha. Cảm ơn anh em.